Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 31 sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với 102 lượt ý kiến. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc ngày 21 tháng 2 năm 2024, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan, tiếp tục tổ chức nghiên cứu tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật theo ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và kết luận của Chủ tịch Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các vấn đề như áp dụng luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng an ninh, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp, chế độ chính sách trong công nghiệp quốc phòng an ninh, hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nội dung đáng chú ý là dự thảo luật tiếp tục đề xuất cấm lái xe khi đã uống rượu bia. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết dự án bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh sau 3 năm thực hiện. Dự án bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới của Đức tài trợ thông qua Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Cơ quan thực hiện là Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững. Dự án được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại xã Đức Mũi trên lâm phần vườn quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển và xã Tam Giang Đông trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang, huyện Nam Căn, tổng vốn 940.000 euro. Sau 3 năm triển khai, kết quả đã thành lập được 14 tổ tự quản lâm nghiệp cấp ấp, 16 nhóm sở thích nông dân, tổ chức 52 khóa tập huấn biến đổi khí hậu, 23 khóa tập huấn về trồng bảo vệ rừng ngập mặn, hỗ trợ thực hiện trồng mới 10 hectare rừng, trồng bổ sung hơn 27 hectare rừng, 14 thiết bị GPS đã được bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng. Dự án đã hỗ trợ 254 hộ gia đình thí điểm mô hình sinh kế với các mô hình như nuôi sò huyết, vợp, cua thương phẩm, nuôi tôm hai giai đoạn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau. Hạn hán xâm nhập mặn đang vào cao điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 1219 về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Xem đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, chấp hành nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực hiện nhanh, hiệu quả, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Khuyến cáo người dân tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát lại danh mục các công trình cấp nước. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi sát tình hình sử dụng nước ngọt của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo Hòn Chuối, kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trên đảo, không để tình trạng thiếu nước xảy ra. Thưa quý vị, hơn 12.000 dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau có thể bị thiếu nước ngọt sinh hoạt trong những ngày tới. Đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu nước sạch.
Sau đây là ghi nhận tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Địa bàn sẽ có đến 500 hộ dân bị thiếu nước sạch sinh hoạt trong những ngày tới. Hiện nay, chỉ 17% hộ nông dân trong tỉnh Cà Mau được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ các trạm cấp nước tập trung. Hơn 80% còn lại phải sử dụng nguồn nước ngầm qua khoan giếng. Tại một xóm dân cư ở ấp 6, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, hàng chục hộ dân cũng không thể sử dụng được nước giếng khoan vì bị nhiễm phèn và độ mặn cao. Thời điểm này, gia đình bà Thạch Thị Linh chỉ có một nguồn nước duy nhất để sử dụng là nước ao, nhưng cũng phải rất tiết kiệm do nắng nóng kéo dài các ao dần khô cạn. Ráng xài gì đó, gì không xài lấy gì xài, tắm rửa vậy đó. Trời khó khăn lắm, là đào cũng đào sâu cũng vậy, cũng giờ nó cũng cạn hết. Chủ động đào ao sâu trữ nước dùng cho mùa hạn, mặc dù biết rằng không hợp vệ sinh nhưng buộc phải sử dụng vì không còn cách nào khác. Đây hiện là sống là bơm ở ngoài kinh tôi bơm nước tả vô đó. Rồi đây là trên ở sông tôi đặt đây thì máy bơm vô đó thì nước về đây là nước dơ không. Rồi thuốc men rồi ô thì ở dùng này ta chăn nuôi thì nó dơ dữ trời phải chịu không có nước thì nó vậy thôi chứ biết sao giờ. Rồi em bé nhiều khi đứa nào nó chịu đỡ không chịu là nó nổi sần hết trơn mình mấy luôn. Trên địa bàn Khánh Bình Đông hiện tại thì cũng có hai cái trạm bơm để rồi phục vụ nước sinh hoạt cho bà con. Nhưng mà hiện tại thì cái trạm của Gạch Nhôm hiện nay đó thì đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cũng năm 2023. Nhưng mà cái quá trình cũng do cái điều kiện cái nguồn vốn đầu tư cho nên là hiện nay cái đường cái trạm thì công suất nước nó đảm bảo cung cấp nhưng mà do cái đường ống dẫn đó, đến nhà bà con thì nó cũng chưa được đảm bảo. Cho nên như vậy mà trong cái mùa hạn này đó thì cũng có một số trường hợp bà con cũng thiếu nước sinh hoạt. Với tình hình khô hạn hiện nay, dự báo trong những ngày tới, hơn 12.000 dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau có thể bị thiếu nước ngọt sinh hoạt ở những cấp độ khác nhau. Gay gắt nhất là những hộ sống ở khu vực không thể sử dụng được nguồn nước ngầm, trong khi hệ thống ống dẫn nước máy chưa thể dâng tới. Riêng trên địa bàn xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, chính quyền ước tính sẽ có 540 hộ bị thiếu nước sạch sinh hoạt những ngày tới. Trước tình hình trên, các giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân dùng hạn mặn đang thực sự trở nên cấp bách và được các cơ quan quản lý, chính quyền tiến hành khẩn trương ngay trong tuần này. Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống người dân, hiện các địa phương cùng ngành quản lý đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp. Trước mắt, ngoài tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, nâng công suất cung cấp nước tại các trạm cấp tập trung, cơ quan quản lý tiến hành triển khai ngay phương án trang bị những bồn cấp nước có sức chứa lớn tại các địa điểm công cộng, kịp thời phục vụ người dân, nhất là những nơi không khai thác được nước ngầm. Những bồn cấp nước công cộng sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho người dân. Ở tại cái khu vực cấp Bình Hà B cũng được 2 bồn rồi. Thì tiếp tục thì đang đề xuất thì hiện nay cũng tiếp tục là phục vụ cho cái thời gian hạn hán này đó. Thì bằng cách là lắp cái bồn thì ngày hôm qua thì ủy ban nhân xã kết hợp với anh em cũng có đi khảo sát. Thì hiện nay cái điểm trong 12A đó là ngay trụ sở thì cũng tiếp tục chuẩn bị lắp thêm bồn nữa để phục vụ cho bà con. Trong tình hình nắng hạn gây gắt như hiện nay, việc lắp đặt những bồn nước có sức chứa lớn là giải pháp trước mắt nhằm giải quyết ngay tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa khô hạn. Về lâu dài, vẫn là việc đầu tư hệ thống ống dẫn nước đến các vùng bức xúc về nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Ngành nông nghiệp đã kiến nghị cấp ngân sách để kéo mới đường ống, cấp bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn và tăng công suất các trạm cấp nước để phục vụ nước sinh hoạt. Tập trung vào các giải pháp như là mở rộng các cái đường ống cấp nước từ công trình cấp nước tập trung hiện có, thiết lập những cái điểm cấp nước tập trung nơi mà những cái nơi mà đường ống chưa dâng tới và cấp một số bồn nhựa để hỗ trợ cho những hộ dân mà đặc biệt khó khăn sống phân tán thưa thớt. Thì nỗ lực của trung tâm trong quá trình vận hành các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn này thì sẽ chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện, thiết bị để cấp nước kịp thời cho người dân mà khi có trường hợp có sự cố xảy ra thì mình sẽ xử lý ngay. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì cương quyết không để một người dân nào thiếu nước trong cái điều kiện hạn hán hiện nay, và phía tỉnh cũng đang
triển khai đầu tư xây dựng dự án cấp nước sạch vùng nông thôn cho vùng hạn hán xâm nhập mặn do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Và sắp tới thì phía Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ cho tỉnh đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, vùng nông thôn bị bức xúc về nguồn nước với tổng mức đầu tư khoảng 241 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt mùa hạn, việc cấp bồn nước tại các điểm cấp nước công cộng được thực hiện khẩn trương và được cấp miễn phí. Bắt đầu từ tuần này, địa phương huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân lắp đặt đường ống vận chuyển nước cấp cho hộ dân ở các khu vực khó khăn, đang thiếu nước sạch sinh hoạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn 1823 về việc tuyên truyền cảnh báo ngư dân khai thác thủy sản tại vùng nước lịch sử và biểu dương ngư dân. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương có hình thức biểu dương phù hợp đối với chủ tàu cá CM95955TS trong việc xử lý tình huống khi tàu cá bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ trong vùng nước lịch sử. Lúc 6 giờ 45 phút ngày 7 tháng 3, bà Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1975, thường trú tại ấp 4 xã Khánh Hội, huyện U Minh, đến đồn biên phòng Khánh Hội trình báo tàu cá CM95955TS. Trên tàu có 6 thuyền viên do bà Thúy làm chủ. Tàu do ông Trịnh Văn Nguyễn, sinh năm 1983, thường trú ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng, hoạt động nghề câu mực, xuất bến qua cửa biển Khánh Hội ngày 29 tháng 2. Khoảng 5 giờ ngày 7 tháng 3, bà Thúy nhận được tin qua hệ thống thông tin liên lạc tàu cá từ thuyền trưởng với nội dung tàu đang hoạt động trong vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia thì bị một tàu nước ngoài nhận định là tàu của lực lượng chức năng Campuchia lên tàu kiểm tra và yêu cầu thuyền trưởng điều khiển tàu về phía vùng biển Campuchia. Sau khi bắt giữ tàu cá trên trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 7 tháng 3, bà Thúy liên tục nhận được điện thoại từ số lạ đòi tiền chuộc tàu 4.000 đô la Mỹ. Bà Thúy cương quyết không đồng ý nộp tiền chuộc, cho tàu cá của bà khai thác thủy sản trong vùng nước lịch sử, không vi phạm vùng biển Campuchia. Sau khi không thống nhất được tiền chuộc từ bà Thúy, lực lượng bắt giữ tàu đã lấy đi 180 lít dầu diesel và thả tàu lúc 15 giờ cùng ngày. Trong một ngày đó là điện về là 5 cuốc. Nó kêu là ghe chị bị bắt... mà bị bắt là chị phải đóng tiền phạt. Rồi nói giờ như ghe tôi nằm ở bên Việt Nam mà đâu có qua nước ngoài đâu mà mấy anh bắt về bển nó mấy anh phạt. Thì nó nói là không biết bị gì cấp trên nó kêu là chị ghe chị bị bắt là phải đóng tiền phạt chứ tôi thì tôi không có không biết. Để tôi điện về tôi báo ở bển. Thì nó nói là cái ghe chị là ghe nhỏ là chị phải đóng 4.000. Đó. Rồi tôi nói bây giờ chiếc ghe tôi mà ở bên Việt Nam tôi nhờ đồn can thiệp chứ tôi không có mần vi phạm bên nước ngoài. Tôi không có tiền đóng tiền phạt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin những nội dung được làm, không được làm tại các vùng nước lịch sử, thông tin tình trạng tàu cá khai thác thủy sản tại vùng nước lịch sử nhưng bị lực lượng nước ngoài bắt giữ và các biện pháp ứng phó để ngư dân nâng cao cảnh giác và chủ động ứng phó khi xảy ra tình huống bị bắt giữ trái phép. Sáng nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, mở ra ngày hội sôi nổi của những người làm báo với chuỗi hoạt động đa dạng phong phú. Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 trên tuyến đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội báo toàn quốc năm 2024 với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí trung ương và địa phương mang đến 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hội báo năm nay được đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đổi mới về cách thức chuyên nghiệp, hiện đại. Trong khuôn khổ hội báo năm nay cũng lần đầu tiên diễn ra diễn đàn báo chí toàn quốc. Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp với 70 gian hàng của các địa phương trong cả nước. Các buổi giao lưu, tọa đàm báo chí, hoạt động tương tác, trải nghiệm dành cho công chúng.
Chiều nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2024. Cách đây 71 năm, vào ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại khu đồi cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Quá, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 147 về việc thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam. Kể từ đó, ngày 15 tháng 3 trở thành ngày truyền thống của ngành điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam. Chuyên ngành nhiếp ảnh và điện ảnh Cà Mau có lực lượng khá đông với trên 68 hội viên, trong đó có 42 hội viên trung ương. Các nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm tham gia các liên quan ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế, giới thiệu quảng bá hình ảnh của Cà Mau đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần vào công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau trao quyết định kết nạp 7 hội viên mới thuộc 4 chuyên ngành âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh và sân khấu, một cá nhân được nhận bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam. Thiếu giáo viên, chế độ trợ cấp và đãi ngộ cho giáo viên còn bất cập là những vấn đề mà Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận trong buổi làm việc tại huyện Trần Văn Thời về tình hình triển khai thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục. Báo cáo với Đoàn Giám sát, huyện Trần Văn Thời cho biết năm 2023-2024, địa phương thiếu 138 biên chế so với biên chế được giao. So với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thiếu 22 biên chế, tập trung nhiều nhất ở cấp mầm non và tiểu học. Địa phương cũng đang gặp khó trong việc triển khai thông tư số 19 và 20 hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cụ thể, hiện nay, hầu hết các phòng học xây dựng có diện tích nhỏ không đảm bảo theo quy định của thông tư. Ngoài ra, việc chưa có quy định cụ thể về giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên vô dư kiêm nhiệm nhân viên gây rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy. Huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tuyển dụng sinh viên, giáo viên đã có bằng cao đẳng sư phạm hoặc bằng cao đẳng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để dạy các môn tiếng Anh, tin học nhằm góp phần thực hiện tốt lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chiều nay, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 76 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 445 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm qua, thực hiện kiểm tra giám sát 4 tổ chức đảng, 3 đảng viên, qua đó đã kịp thời phát hiện và chỉ ra cho các chi bộ những hạn chế thiếu sót để khắc phục, góp phần giữ kỷ cương, kỷ luật của đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau khẳng định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền, của cán bộ đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để người tiêu dùng nắm rõ quyền lợi của mình, thời gian qua, thông qua việc triển khai các chương trình hành động về quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển lành mạnh, tiêu dùng an toàn trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2023, tập trung cao điểm trong tháng 3 năm 2024 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2024. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 2 xe cứu thương phục vụ nhu cầu cấp cứu và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đến các đơn vị thụ hưởng. 2 xe cứu thương được bàn giao cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy và Bệnh viện Đa khoa Năm Căn. 2 xe cứu thương có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng. Xe có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và trang bị sẵn một số máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng một tuần trở lại đây, nắng nóng gay gắt khiến số trẻ mắc bệnh tiêu hóa nhập viện có xu hướng tăng mạnh. Ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.
Hiện nay mỗi ngày khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau tiếp nhận trên 800 lượt bệnh nhi đến khám, tăng khoảng 20% so với tháng trước, tập trung ở các bệnh lý về tiêu hóa và viêm đường hô hấp trên. Theo các bác sĩ, số trẻ mắc bệnh tiêu hóa nhiều chủ yếu là do thời tiết nắng nóng. Cái mùa nắng nóng này thì điều kiện thuận lợi để cho các cái vi khuẩn, virus, nấm mốc nó phát triển, cho nên một số bệnh nó sẽ tăng theo cái điều kiện thuận lợi của nắng nóng này. Chẳng hạn như là thức ăn dễ bị ô thiêu, dễ bị nhiễm khuẩn, cho nên cái bệnh đường tiêu hóa cũng tăng cao. Nhất là nhiễm trùng đường tiêu hóa, rồi tiêu chảy mất nước, rồi một số bệnh đường hô hấp như là ở trẻ em hay bị do siêu vi đó, như là viêm tiểu phế quản, viêm hô hấp, viêm phổi, nên cái tỷ lệ bệnh đường hô hấp ở nhập viện cũng nhiều. Trong nhóm bệnh lý về tiêu hóa thì bệnh tiêu chảy đang diễn biến phức tạp. Tại khoa nhiễm của bệnh viện, hiện đang điều trị cho hơn 60 bệnh nhi, thì có đến 2/3 bệnh nhi mắc tiêu chảy. Ở nhà nó ói vậy á. Ối một đêm đó là ối 4 lần, ỉa 1 lần. Rồi qua hôm sau cũng vậy, em mới chở ra đem khám. Rồi bác sĩ ngoài này nói là giống như uống thuốc á, nếu mà em khỏe thì ở nhà, còn không khỏe thì chở ra nhập viện. Nhưng mà nó ỉa ngày càng tăng không à, cho nên là em mới đem ra ngoài nhập viện luôn. Sáng xuống nó ối. Nó ối, cái cũng tưởng nó ngày thường nó cũng ối vậy thôi. Cái tới trưa nó uống sữa, ăn cháo, vô ối chưa nè. Cái chợ nó đi bác sĩ á, đi về cái nó cũng ói nữa, nó uống nhiều ói chưa. Bữa nay cũng hơi đỡ thôi chứ chưa ấy, mà giờ lên sốt nữa. Các bác sĩ nhận định nếu thời tiết nắng nóng kéo dài trong tuần tới, nhiều khả năng số trẻ mắc bệnh tiêu chảy nhập viện sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, các nhóm bệnh như hen suyễn, đặc biệt là sởi và bạch cầu cũng sẽ tăng cao do thiếu vaccine. Khoa nhiễm tiếp nhận đủ các mặt bệnh hết, nhưng mà chủ yếu là bệnh về đường ruột, nếu là tiêu chảy nhiễm trùng đường ruột. Nắng nóng năm nay thì có khả năng tăng hơn những năm rồi, thì cũng nhiều lý do, có thể là nó trong thời gian qua cũng thiếu vaccine, cũng tiên lượng thì cũng dịch sởi cũng phát triển cũng tăng so với cùng kỳ, là sởi bây giờ bắt đầu có dấu hiệu tăng. Ngành chuyên môn khuyến cáo khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu về đường tiêu hóa như sốt, nôn ói, tiêu chảy, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để khám và điều trị, nhằm tránh những diễn biến nặng, nhiễm trùng tiêu hóa hoặc những hệ lụy xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, trong mùa nắng nóng, các gia đình cần cẩn trọng trong việc bảo quản thức ăn, cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên rửa tay, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và mặc quần áo thoáng mát cho trẻ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.